Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu rất hay của quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo và quốc tế đại sư Lại Lê Huynh. Trận này diễn ra năm 2010. Mà bạn xem trận đầu tiên, Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, Lại Lê Huynh cầm đen thủ hậu, dẫn đến cái hấp dẫn mà bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。Trên đây thì Nam Phương công tử Lại Liên Huynh buông cờ nhận thua mà đã xem dẫn cối. Lại Liên Huynh cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Thành Bảo cầm đen đấu hậu. Mà bạn có thích?
将军。Khi đến đây thì Nguyễn Thành Bảo cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.